Bản tin COVID-19 sáng 11 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, cả nước đã ghi nhận 4.802 ca nhiễm COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 2.128 bệnh nhân. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 132.000 bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, chiếm khoảng 57% ca nhiễm COVID-19 cả nước kể từ đầu dịch. Hiện tổng số ca COVID-19 tại Việt Nam kể từ khi dịch bệnh xuất hiện là 232.937 bệnh nhân. Tại buổi họp báo sáng ngày 10 tháng 8, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai hướng dẫn chăm sóc F0 không triệu chứng được chăm sóc tại nhà. Nếu không đủ điều kiện thì chuyển vào các khu thu dung điều trị cấp quận huyện. Nếu F0 có triệu chứng hoặc triệu chứng nặng cần hồi sức thì chuyển vào các bệnh viện điều trị. Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về trường hợp có ca F0 cách ly tại nhà, phản ánh gọi điện cầu cứu nhiều nơi, thậm chí là trung tâm cấp cứu 115 nhưng không ai nghe máy, không được nhân viên y tế đến thăm khám, đưa đi bệnh viện kịp thời. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chuyển thông tin về cho Sở Y tế để liên lạc, tìm hiểu và chấn chỉnh. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, hiện trung tâm cấp cứu được mở rộng, đưa tổng đài 115 về công viên phần mềm Quang Trung, mở rộng lên 40 đến 50 line để tiếp nhận, xử lý thông tin về cấp cứu. Về điều trị, tầng 5 trong mô hình tháp điều trị được tăng cường khi vận hành 3 trung tâm hồi sức, tổng giường bệnh hồi sức gần 3.500 giường, gồm bệnh viện hồi sức COVID-19 ở thành phố Thủ Đức, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Bệnh nhiệt đới và bệnh viện Quân y 175. Trung tâm hồi sức COVID-19 của bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Quốc tế City. Về 10.000 lọ thuốc Remdesivir do Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Nam cho biết, Sở Y tế phân bổ về các trung tâm hồi sức COVID-19 từ trưa 8 tháng 8 để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nặng. Cũng theo ông Nam, hiện số ca F0 vẫn tăng lên. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho khoảng 30.000 người. Hiện nhiều quận huyện đã mở bệnh viện dã chiến để tiếp nhận, như quận Bình Thạnh mở bệnh viện dã chiến có 2 khu cấp cứu, trang bị oxy cao áp. Quận 8 đã vận hành bệnh viện dã chiến và tiếp tục mở rộng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 16 bệnh viện dã chiến và 35 bệnh viện điều trị COVID-19, quy mô trên 50.000 giường. Đó là chưa kể một số bệnh viện tư nhân tham gia điều trị COVID-19. Theo hướng dẫn của Sở Y tế, khi F0 cách ly tại nhà có một trong các triệu chứng như sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, mất mùi vị, đau ngực, nặng ngực, cảm giác khó thở thì liên hệ nhân viên y tế qua tổng đài 1022 bấm số 3 để được tư vấn từ Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số 4 để được tư vấn từ thầy thuốc đồng hành hoặc gọi số điện thoại của tổ phản ứng nhanh phường xã, quận huyện để được tư vấn và hướng dẫn xử trí. Khi có dấu hiệu chuyển nặng như khó thở, biểu hiện bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 30 lần một phút, ly bì, lừ đừ, tím tái môi, tím tái đầu chi, SpO2 dưới 95%. Nếu có dụng cụ đo SpO2 tại nhà, thì liên hệ ngay tổng đài 115 hoặc số điện thoại của tổ phản ứng nhanh phường xã quận huyện để được cấp cứu và vận chuyển đến bệnh viện điều trị kịp thời. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.